Sự phạt hot boy Đà Nẵng mặc đồ giả công an cấp tá check-in quán bia sống ảo. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11, công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt 13,5 triệu đồng đối với hot boy mặc đồ giả công an đeo hàm sĩ quan cấp tá rồi chụp hình check-in sống ảo tại quán bia. Theo công an quận Hải Châu, hot boy mặc đồ công an bị phạt 13,5 triệu đồng vì sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Trước đó trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh một hot boy mặc đồ công an, loại trang phục dành cho cảnh sát, đeo hàm sĩ quan cấp tá, đang cầm chai bia, ngồi quán bia vỉa hè. Hình ảnh từ Facebook nhờ chờ, chụp gương mặt hot boy ở góc nghiêng theo trend đang phổ biến trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng hiếu kỳ trước nam thanh niên điển trai, còn trẻ tuổi, đeo hàm thiếu tá. Nhận thông tin, Công an quận Hải Châu xác minh mời hot boy, chủ tài khoản Facebook nhờ chờ lên làm việc qua đó nam thanh niên này thừa nhận mình không phải là người trong ngành công an mà chỉ mặc đồ đóng giả công an chụp hình check in tại quán bia rồi sau đó đăng tải lên facebook để sống ảo